Xin chào cả nhà đã đến buổi livestream của Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai ngày hôm nay. Xin mời cả nhà hãy cùng theo em để theo dõi buổi điều trị của chị Hoài nhé. Dạ em chào bác sĩ, em chào chị Hoài ạ. Dạ bác sĩ ơi, chị Hoài điều trị tới đâu rồi bác ha? Quá trình điều trị antherapy của chị Hoài thì còn vài line nữa là xong rồi đó em. Mình kết thúc quá trình điều trị antherapy chị nha. Dạ, dạ em mời chị Hoài mình xem cái tình trạng da của mình trước và sau khi làm nửa bên. Dạ em mời chị. Thay đổi rõ ràng luôn ha. Dạ, thì chị Hoài có thể thấy là cái tình trạng cung chân mày của mình nè, rãnh cười và cái da của mình đường viền này, chị có thể tự cảm nhận được không ạ? Thấy bên đây nó còn nhão nè, mà bên đây thấy nó căng lên đó. Dạ. Cung mày thì nó nâng lên hẳn luôn á. À, dạ. Rãnh cười thấy nó cũng nâng rồi. Đỡ hơn đi rất là nhiều đúng không ạ? Cái rãnh cười bên này của mình nó là nông, so với cái rãnh cười bên này của mình nó sâu và nó kéo dài hơn. Ở đây nữa cái tình trạng mà gọi là thấy rõ nhất là chị có thể rờ vào cái da của mình, bên này có độ săn chắc hơn, có độ đàn hồi của da của mình tốt hơn đúng không ạ? Bên này thì nó hơi là nhão nè, chị có thể rờ lên. Dạ. Thì ở đây em thấy rõ hơn là cái viền hàm của mình rất là rõ này, sắc nét hơn. Trong khuôn mặt của mình tươi tắn hơn cái lớp ban đầu đúng không ạ? Dạ thì bác sĩ không biết là bác có thể chia sẻ thêm về cái liệu trình của chị Hoài làm được không ạ? Cái liệu trình của chị Hoài là cái liệu trình mà nâng cơ trẻ hóa ra bằng antherapy, công nghệ antherapy. Hiện tại thì cái công nghệ này vẫn là cái công nghệ mà được nhiều khách hàng lựa chọn tại BB Thanh Mai chị. Và sau khi mình điều trị được một nửa bên mặt bên này này, thì mình thấy có sự khác biệt giữa hai bên là khá là rõ rệt ha. Dạ, đúng rồi. Bên mà mình chưa điều trị nó còn đổ cơ nhiều, đường viền hàm không rõ. Đổ cơ nhiều khiến cho là cái rãnh này, mình hay gọi là cái râu rồng đó. Thế là cái rãnh mũi má nó có rất là nhiều, nó rất sâu, vừa sâu lại vừa dài. Vùng gò má ấy mình cảm thấy là nó sệ hơn, nhìn nó buồn hơn, nhìn đôi mắt nó cũng buồn, cảm giác như nó sụp mí xuống. Và bên này mình vừa điều trị xong này, thứ nhất là đường viền hàm nó líp lên, cơ vùng này là nãy em đi nhiều lắm. Bác sĩ lại tập trung vào vùng rãnh này, rồi là líp cái vùng viền hàm của chị rất là nhiều, cho nên là tập trung vào cái vùng đó nên là cơ của chị đã được nâng lên, được líp lên rồi, và đây mới chỉ được 5-10% thôi chị nhá. Và đi cái vùng trẻ hóa vùng quanh mắt này, và đi cái vùng cung chân mày nâng xíu xíu của chị nó tươi tươi lên, cảm giác như là mắt mình bây giờ tươi tỉnh hơn rồi. Mình không phải lúc nào mà chị nói là chị đến là chị chia sẻ với bác sĩ là lúc nào chị cũng cảm giác là mắt chị như sụp mí xuống, lúc nào cũng cảm giác nó buồn buồn á. Cho nên là đây là mới được một nửa bên thôi. Nó còn tăng sinh collagen nữa, và sau khi làm ấy thì nó chỉ được 5-10% chị nhá. Và nó còn tăng sinh collagen nhiều nữa chị. Em thấy ở đây là những cái nếp nhăn li ti của chị nó ban đầu nè, hầu như nó mất hết rồi đúng không bác? Cái vùng này so sánh bên này nó mất hết, nó phẳng hết luôn. Dạ, thì chị Hoài ơi, thì cái tình trạng da của mình hiện tại này hiệu quả như vậy nó chỉ được từ 15-20% thôi. Từ từ nó sẽ tăng sinh lên cho da của mình, tăng sinh cái collagen và elastin cho da của mình chị nha. Khi đó là chị thấy da mình nó sẽ càng lúc càng đẹp hơn nữa ạ. Dạ, thì em xin mời bác sĩ cũng như là mời chị Hoài tiếp tục làm liệu trình ạ. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ, em mời chị ạ. Chỉ sau 60 phút, chị Hoài đã có sự cải thiện rất là rõ rệt đúng không cả nhà? Ở đây chúng ta có thể thấy là cái tình trạng rãnh cười nè, cái vòng râu rồng của chị nó cải thiện rất là nhiều. Còn đặc biệt ở đây cái phần cơ của chị được săn chắc và nâng lên nữa. Cả nhà mình muốn có một làn da như chị Hoài, hãy liên hệ vào số điện thoại 1800 6617 hoặc nhắn tin cho Thẩm mỹ viện BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành em trong buổi livestream ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại cả nhà buổi livestream tiếp theo nhé.